Dạ, hello, xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh xe lướt giá rẻ của em. Thì em xin giới thiệu với các anh chị ha, đây là dàn xe, đây là ba chiếc xe vừa mới về với trung tâm em luôn. Dạ đây, ba chiếc xe này hầu như toàn bộ là gọi là xe lướt hết. Đây là YouTuber của công ty em luôn, cũng đang quay phim để review cho các anh chị xem những chiếc xe. Thì em giới thiệu sơ nha. Đây là con Eco Sport bản trên ha. Siêu. Nó chỉ chạy được mới 25 km thôi. Ngồi chiếc xe đây. Ok, chiếc xe này thì em nhắc lại nha. Đây ha. Và chiếc đây là chiếc Eco Sport ha. Đây là bản titanium. Đây. 6,6 km thôi. Phiên bản ti lông. Nhưng mà em muốn quay cho anh chị xem hôm nay review chiếc VS này, một chiếc VS màu trắng ha. Và đây là chiếc VS E số tự động đời 2019 và xe mới chạy được chỉ có 1.000 km thôi. Biển số xe pháp lý là xe cá nhân, biển số ở Long An. Em xin đi quay sơ về chiếc xe này cho anh chị xem nha. Xe VS Toyota thì các anh chị đã quá rành rồi, tại vì chiếc xe này là một chiếc xe nhỏ. Dòng xe sedan là xe gia đình, rất thích hợp vừa kinh doanh hoặc là mình chạy gia đình đều được ha. Và hộp số của nó là chỉ là 1.5 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Dạ, và chiếc xe này thật kỳ là cực kỳ đẹp. Này, xe đã được trang bị dán phim rồi. Rồi. Xe có trang bị camera lùi rồi nha các anh chị. Rồi. Đây là bốn vỏ theo xe còn rất mới và còn nguyên zin nha. Xe là không hề có một vết chầy xước gì nha anh chị. Xe đứng tính chất là đúng là chùm mền luôn hen. Rồi đây. Tiêu thụ của Toyota thì xe Toyota thì em cũng không cần phải nói nhiều. Chủ yếu là các anh chị xem về chất xe thôi. Ha. Rồi, em sẽ review phía bên trong xe. Đây. Xe có camera lùi phiên bản E nha các anh chị, phiên bản 1.5 AT. Em sẽ mở cái trong đây ra. Đây ha. Xe còn rất mới luôn ha. Có áo chùm xe. Ha. Có cả bình chữa cháy nha các anh chị. Và bánh sơ cua chưa hạ luôn nha. Như đây, còn cực kỳ mới. Bộ sửa chữa xe ha. Đây. Còn về phần nội thất trong xe. Xe đã có cái da ha. Xe còn mùi xe mới luôn nha các anh chị. Nội thất màu kem. Màu kem. Đây. Cái đời 2019 này thì cái VS E nó đã. Đây, nó có chỉnh liên cặp điện không nha. Đây. Đây. Hầu như tất cả là còn mới toanh luôn và tụi em chỉ về và dọn sơ là rửa thôi rồi mang lên trung tâm trưng bày thôi nha các anh chị. Oddo đây, em sẽ cho các anh chị xem Oddo. Chìa khóa xe là hai chìa ha. Đây, xe chạy được 1.000 nha. Dạ. Đầu CD ha. Ra mùi xe mới không luôn, hầu như là ngồi lên chiếc xe giống như là anh chị mua một chiếc xe mới vậy. Đây, có cảm biến luôn nha các anh chị. Xe có cảm biến rồi và nội thất toàn bộ là màu kem. Hộp số tự động ha. 1.5. Odo xe này nãy em đã nói rồi. Chạy nó có 1.000 km thôi. Dạ. Đây, đã phim xe cũng đã được dán phim ha. Dạ rồi.
Rồi, chiếc xe này em không cần phải nói nhiều thì em xin nói lại sơ về chiếc xe này nha. Đây là chiếc Vios e số tự động phiên bản 1.5, biển số ở Long An và pháp lý là xe cá nhân. Xe vẫn còn tem kiểm định đến tháng 12 năm 2020 và bảo hiểm vẫn còn đầy đủ. Xe mới chạy được 1.000 km thôi và hiện tại thì đang được bày bán tại trung tâm em. Giá đã được cập nhật ở phía dưới màn hình, phía dưới bên trái màn hình hoặc là phía dưới thông tin. Các anh chị nào có thiện chí muốn mua hoặc là quan tâm có thể inbox cho em hoặc là gọi số 0902600126 để biết thêm chi tiết về xe. Các anh chị nhớ bấm subscribe kênh của em để có thể theo dõi nhiều thêm nhiều chi tiết hơn, nhiều về xe hơn ha. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi.